Giá trái này nhìn thấy đẹp lắm, bắt giá lên lên đứng yên, nhìn không ra trái gì luôn á. Mình hái xuống nha, nó chín lắm rồi. Các bạn nghĩ trái gì đây? Nắng quá nó vàng chóe luôn. Thì mình cắn thử luôn nha, đây nó có vết chích nè. Wow. Ừ, xuống đâu. Ăn tại chỗ luôn. Ngọt đắt. Quả này gọi là xanh mặt tinh nha các bạn.